Hello. Cái này là hai mẹ con đã tập từ nãy giờ tất cả là 4 lần chỉ phải câu hello thôi mọi người ạ. Và mọi người ơi, nhân vật mới của chúng ta ngày hôm nay đó là Hà My. Và Hà My là con đầu tiên. Con đầu tiên. Là con đầu của Trang. Và hôm nay thì cháu My, em Hà My sẽ xuất hiện cùng Trang để làm một cái video, đó là ngày mai sẽ là ngày gì Hà My? Họp phụ huynh ạ. Ngày mai sẽ là ngày họp phụ huynh của My. Và ngày hôm nay thì Trang sẽ make up kiểu để ngày mai đi họp phụ huynh. Thật ra chị thì rất ít khi đi họp phụ huynh, toàn là bà đi họp thôi. Và ngày mai chị sẽ sắp xếp sẽ đi họp phụ huynh cho My. Bởi vì My năm nay đã được 9 tuổi 9 hay 10 tuổi. Mà chị rất hiếm khi đi học phụ huynh cho My. Và ngày mai thì sẽ đi học phụ huynh, nên là ngày mai tranh thủ sẽ làm một cái video đó là make up để đi học phụ huynh cho My thôi. Với My thì ngày hôm nay thì sau 10 năm từ lúc ở trong bụng cơ là chị đã làm make up rồi. Và lúc đấy là My cũng đã đi cùng chị trên mọi nẻo đường khắp Hà Nội để đi trang điểm. Và ngày hôm nay thì chị sẽ cho My là dùng, cũng sẽ được dùng đồ mỹ make up của chị ngày hôm nay. Tuyệt đối là các bạn 10 tuổi bé nhà thì chưa được dùng mỹ phẩm đâu nhá. Và hôm nay chúng ta chỉ nghịch thôi nhá. Và lát nữa thì mẹ sẽ tẩy trang rồi sạch cho con. Chưa, bởi vì khi mà da của chúng ta còn non nớt quá mà chúng ta dùng mỹ phẩm thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến da. Và thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ngày mai mấy giờ học vui hả My? 8 giờ ạ. Học ở lớp luôn à? Vâng. Cái mặt đẹp à? Vâng. Vì sao lại mặc đẹp vậy? Da lịch sử. Ok. Bây giờ chị sẽ vào bước giữa và sản phẩm đầu tiên chị sẽ dùng là một cái sản phẩm của La Mer. Và cái này thì dành cho kiểu da chống kiểu chống lão hóa rồi chống chảy dệ. Mình chỉ dùng cái này. Vì em dùng thì đấy, vì dùng dưỡng gì đi con? Ok, nhưng mà cũng biết cặp lọ này lên thì đây cũng biết đây là cặp lọ dưỡng, cho đây là một cái lọ dưỡng của Clinique. Và cái sản phẩm này dành cho đây này, nhìn thấy chữ gì không? Oily này, oily skin này, để nó ra dầu. Không có dầu à? Không có dầu thì... nhưng mà cháu thì cho bao đâu? Nhìn này. Thôi rồi, cho dùng ít rồi. Bảo dù không hợp, tiết đẹp nhanh. Chị cá là với các bạn bé bé, chắc chắn là ở nhà các bạn đã lôi đồ mỹ phẩm của mẹ. Những cái mẹ mà nào có đồ mỹ phẩm chắc chắn đã lôi ra và dùng quẹt quẹt rồi. Nhưng hồi xưa chị bé thấy vào My tầm 3 tuổi, chị đã có những ảnh của My 3 tuổi. Không biết lấy son này, thì mẹ ở cửa hàng phải có mà. Không biết lấy son ra xong đánh là môi, những thứ. Kem nền. Kem nền để tạo thành một lớp nền hoàn hảo, có một cái màu da mới trên da ấy. Nó như kiểu màu da đấy, cái đấy là màu da đấy. Thôi mẹ thử xem là, xem là con có biết làm nhà không? Bạn Huy, bạn đã lấy kem nền và bạn đã dùng tay, bạn đã bôi lên mặt. Có ai bôi giống My không thì hãy comment nhé. À! Cậu này có phấn được rồi. Đẹp ăn cho đẹp nha. Con làm gì đấy? Nhưng con làm gì đấy? Cái là tạo khối. Ờ đúng rồi, đây là tạo khối, tôi đã tạo khối được rồi. Tạo khối à? Con không biết gì hả? Cái này là cái gì đâu, là có là cái bụng này. Bụng xăm cũng có thể bỏ bụng xăm nhưng mà bị xăm đi rất là nhiều mà. Gì? Trời, vừa nói không ra bà lấy luôn, vừa lấy là trách nhiệm của con. Mẹ ơi! Bây giờ cho đôi ra đây nhìn nhé. Để mọi người, anh nhìn My đi chạy đi. No! Quên rồi. Thầy Long quả à? Mẹ phải cắt bạn đấy. Đây! Đây là bảng nhiều màu mắt hơn. Đây thì mình sẽ ra hồ mà mình đánh nha. Đây bây giờ mình chọn đi. Bây giờ mình thích lấy màu này mình lấy. Đây cho mượn một cái cây cọ để đánh mắt. Đây. Thì okay. Đi học lớp này cũng cần phải làm mi không? Hai mình cứ làm mi. Mình làm mi dày lên xong mình đánh son đỏ chết là trong nồi bật vào.
kiểu thế rồi. Thực ra xem bạn cũng nghĩ chị là những người thật ấn tượng. Không được không? Không, không chứ. Sao vậy? Bây giờ là nào, không sửa đi nha. Đánh má hồng rồi. Mà chưa đánh má hồng chưa? Rồi ạ. Xong rồi sao vậy? Cũng vẻ không rõ lắm. Sương sương. Sương sương à? Ok. Phải bị lớn rồi đấy. Hiểu thế nào là đánh cho nó ứng dụng được tiếp cái máy tán rồi học chắc bảy giờ đi đúng không, bảy giờ đi bảy giờ dậy bảy giờ dậy mẹ ơi như này được không? Ok mày mày cho đi từ từ không mà làm đầu con này này. Ôi nhớ vì thật ra cũng có những người già không phải thôi. Như là mi mẹ thấy là con cũng biết phức tạp. Như là vì giờ đây bị kiện không ạ? Phải đi xin. Xin ạ, vì nghĩ đâu nhá bị điện. Xin còn nhớ nhá. Đấy, vì là con đã đi xin nhá. Sao là mình sẽ không mất tiền nữa là trong đi học. Mình đi chắc mình sẽ đi làm. Xưa này mình chẳng dẫn về đến mình của bà mẹ này. Bà mẹ mình cũng tức thì biết là đi nào là đi nào là xấu. Tốt, đen thường. Là không có con hài thích nhỉ? Ghi dày quá. Bên ngoài à? Mà vẻ hơi to luôn ạ. Mẹ ơi, mẹ cho con cái này đi. Mẹ ơi. Mẹ cho con cái này. Sao con lại ăn ra nè? Đi rồi. Con phải tự vẽ đi chứ. Không được. Con quay mà. Chưa, nghĩa là gì là mẹ sẽ chuẩn bị quay. Con đã sẵn sàng cho mẹ quay. Mẹ. Cô vẽ đi bình tĩnh thế nào. Con sẽ làm được thôi. Xong học gì bây giờ nhỉ? Quên mất rồi, mình chưa lấy son. Khi mà bị lem mascara thì cứ để đấy và làm cái khác. Một lần nữa nó sẽ khô. Và mình chỉ cần lấy cái giấy hoặc là màu nâu là nó sẽ khô. Cái đánh sau màu gì nữa cơ? Cái màu đỏ ấy, màu hồng hay là màu xanh? Xanh. Màu đỏ. Màu đỏ, mình nghĩ phải cái màu nút. Màu da đó. Con đánh màu gì? Mẹ đánh màu nút này. Con đánh màu gì nữa em sẽ là màu ok. Đấy, thấy không? Theo như khi mà mẹ đánh cái màu nút này, nhìn trong lịch sự nó trông rất nhãn nặng, đúng không? Đâu, hồng ở đâu? Con này màu hồng này như kiểu gây xạ. Nhìn thì gây xạ. Ghê đấy, đi ta. Rồi, bỏ tay ra xem nè. Rồi, nhắm mắt xem mở mắt nè. Ok, mở mắt lên đây nè. Rồi, làm cute hộp me nè. Rồi. Cái okay, làm gì thế? Cắt đánh hàng không? Thì nó chui như thế không? Ok. Rồi. Nhà này nó chưa nhỉ? Phải là mình sẽ cho một cái son này. Cho một cái son đỏ là phấn. Chưa? Chưa. Còn gì? Ok. Cha đã xong rồi mọi người ạ, à. Chị làm nhanh thôi, cho đi học cũng chỉ đánh nhanh thôi. Đi đánh nhanh đây không? Vi đánh lâu thế, bật Vi không?
có đâu có nhiều cái điểm mẹ đâu mà không đánh đâu thế. Không đánh nhẹ đâu, đánh mặt kìa, đánh như kiểu đánh mạnh thế. Rồi, ok, đánh tay tán ra để cho nó bị nhấp, không thể tán ra. Rồi, đấy, vậy. Để mình nhấp, máy trái tim là. Ok, qua đây kia xem nào. À, đây là hai gương mặt make up, đây là kiểu make up của người lớn và đây là make up của 10 tuổi mọi người ạ. Mọi người thấy Mi có kéo tay không? Ngày hôm nay thì sao không hề giúp đỡ Mi một chút nào, Mi đã tự hoàn thiện hết gương mặt. Thế Mi này, mẹ biết nhà Mi được gì đi, mẹ biết ngày Mi đi học không chưa không? Ok, nhá. Rồi, quan hệ kia đi, sau khi đi từ kia thì chúng ta sẽ tạm biệt mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này của hai mẹ con Trang đi ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người các video sau. Ngày mai thì Trang sẽ đi học cùng trong buổi tối. Và kết quả học tập thì thật lòng đã biết rồi, nhưng mà ngày mai chỉ đi học để xem cô giáo tổng kết của năm mình nào và thực hiện. Đúng không? Ok, hẹn gặp lại mọi người các video sau. Bye bye. Bye bye.